tỷ giá tăng vượt đỉnh và động thái của ngân hàng nhà nước. Giải mã chuỗi phiên bán ròng của khối ngoại. Quỹ ETF Diamond liên tục bị rút, áp lực cho VN Index đến đâu? 12 giờ 15 trưa thứ 6 hàng tuần, livestream talk bình luận những thông tin kinh tế mới nhất, phân tích diễn biến quan trọng của thị trường chứng khoán. Những nội dung chính có trong chương trình này. Tỷ giá tăng vượt đỉnh và động thái của ngân hàng nhà nước giải mã chuỗi phiên bán dòng của khối ngoại. Quý ETF Diamond liên tục bị rút, áp lực cho VN Index đến đâu? 12 giờ 15 trưa thứ 6 hàng tuần, livestream stream Talk bình luận những thông tin kinh tế mới nhất, phân tích diễn biến quan trọng của thị trường chứng khoán. Những nội dung chính có trong chương trình này. Tỷ giá tăng vượt đỉnh và động thái của ngân hàng nhà nước. Giải mã chuỗi phiên bán dòng của khối ngoại. Quỹ ETF Diamond liên tục bị rút, áp lực cho VN Index đến đâu? 12 giờ 15 trưa thứ sáu hàng tuần, livestream Pi Talk, bình luận những thông tin kinh tế mới nhất, phân tích diễn biến quan trọng của thị trường chứng khoán. Những nội dung chính có trong chương trình này. Tỷ giá tăng vượt đỉnh và động thái của ngân hàng nhà nước. Giải mã chuỗi phiên bán ròng của khối ngoại. Quý ETF Diamond liên tục bị rút, áp lực cho VN Index đến đâu? 12 giờ 15 trưa thứ sáu hàng tuần, livestream Pi Talk, bình luận những thông tin kinh tế mới nhất, phân tích diễn biến quan trọng của thị trường chứng khoán. Những nội dung chính có trong chương trình này. Tỷ giá tăng vượt đỉnh và động thái của ngân hàng nhà nước. Giải mã chuỗi phiên bán ròng của khối ngoại. Quỹ ETF Diamond liên tục bị rút, áp lực cho VN Index đến đâu? 12 giờ 15 trưa thứ sáu hàng tuần, livestream Python bình luận những thông tin kinh tế mới nhất, phân tích diễn biến quan trọng của thị trường chứng khoán. Những nội dung chính có trong chương trình này: tỷ giá tăng vượt đỉnh và động thái của ngân hàng nhà nước, giải mã chuỗi phiên bán ròng của khối ngoại, quỹ ETF Diamond liên tục bị rút, áp lực cho VN Index đến đâu giờ 15 trưa thứ sáu hàng tuần, livestream Pi Talk, bình luận những thông tin kinh tế mới nhất, phân tích diễn biến quan trọng của thị trường chứng khoán. Những nội dung chính có trong chương trình này. Tỷ giá tăng vượt đỉnh và động thái của ngân hàng nhà nước. Giải mã chuỗi phiên bán dòng của khối ngoại. Quỹ ETF Diamond liên tục bị rút, áp lực cho VN Index đến đâu? 12 giờ 15 trưa thứ 6 hàng tuần, livestream Python bình luận những thông tin kinh tế mới nhất, phân tích diễn biến quan trọng của thị trường chứng khoán. Những nội dung chính có trong chương trình này. Tỷ giá tăng vượt đỉnh và động thái của ngân hàng nhà nước. Giải mã chuỗi phiên bán ròng của khối ngoại. Quỹ ETF Diamond liên tục bị rút, áp lực cho VN Index đến đâu? 12 giờ 15 trưa thứ sáu hàng tuần, livestream Pi Talk, bình luận những thông tin kinh tế mới nhất, phân tích diễn biến quan trọng của thị trường chứng khoán. Những nội dung chính có trong chương trình này. Tỷ giá tăng vượt đỉnh và động thái của ngân hàng nhà nước. Giải mã chuỗi phiên bán dòng của khối ngoại. Quỹ ETF Diamond liên tục bị rút, áp lực cho VN Index đến đâu? 12 giờ 15 trưa thứ sáu hàng tuần, livestream Pi Talk, bình luận những thông tin kinh tế mới nhất, phân tích diễn biến quan trọng của thị trường chứng khoán. Những nội dung chính có trong chương trình này. Tỷ giá tăng vượt đỉnh và động thái của ngân hàng nhà nước. Giải mã chuỗi phiên bán ròng của khối ngoại. Quỹ ETF Diamond liên tục bị rút, áp lực cho VN Index đến đâu? 12 giờ 15 trưa thứ sáu hàng tuần, live stream talk bình luận những thông tin kinh tế mới nhất, phân tích diễn biến quan trọng của thị trường chứng khoán. Những nội dung chính có trong chương trình này: tỷ giá tăng vượt đỉnh và động thái của ngân hàng nhà nước, giải mã chuỗi phiên bán ròng của khối ngoại, quỹ ETF Diamond liên tục bị rút, áp lực cho vnindex đến đâu. 12 giờ 15 trưa thứ sáu hàng tuần livestream Pi bình luận những thông tin kinh tế mới nhất, phân tích diễn biến quan trọng của thị trường chứng khoán. Những nội dung chính có trong chương trình này. Tỷ giá tăng vượt đỉnh và động thái của ngân hàng nhà nước. Giải mã chuỗi phiên bán dòng của khối ngoại. Quỹ ETF Diamond liên tục bị rút, áp lực cho VN Index đến đâu? 12 giờ 15 trưa thứ 6 hàng tuần, livestream Pi bình luận những thông tin kinh tế mới nhất, phân tích diễn biến quan trọng của thị trường chứng khoán. Những nội dung chính có trong chương trình này. Tỷ giá tăng vượt đỉnh và động thái của ngân hàng nhà nước. Giải mã chuỗi phiên bán dòng của khối ngoại. Quỹ ETF Diamond liên tục bị rút, áp lực cho VN Index đến đâu? Alo, và xin chào quý vị chào mừng quý vị đến với chương trình PaiTalk tiêu điểm chứng khoán tuần và qua cái phần uh, những cái thông tin ngắn gọn vừa rồi thì chắc quý vị cũng đã biết có những cái nội dung chính nào có trong chương trình ngày hôm nay và quý vị có thể ngay lập tức nêu ý kiến cũng như là đặt câu hỏi bình luận cho anh Đức Khang là trưởng phòng phân tích của công ty cổ phần chứng khoán PaiTri và bên cạnh đó thì chúng tôi trong suốt quá trình uh, của chương trình thì chúng tôi sẽ cố gắng là trả lời và giao lưu với quý vị đồng thời là giải đáp rất càng nhiều thắc mắc càng tốt nên là quý vị có thể comment ngay từ bây giờ nhé À đây, vừa mới vào bắt đầu đã chào bạn Cường Vũ này. Bạn Cường Vũ có đã ngay lập tức hỏi là Pachi có kế hoạch triển khai giao dịch phái sinh chưa ạ? Thì Pachi đã có kế hoạch rồi bạn nhé và chắc chắn là trong năm 2024 thì giao dịch phái sinh của Pachi sẽ bắt đầu hoạt động ạ. Rồi các bạn các bạn bạn nào đã nhìn thấy chúng mình và hoặc là các bạn có thể gửi một lời chào đến cho Thu Hiền và anh Đức Khang đúng không ạ? Rồi chào bạn channel EV chào bạn cường vũ Đấy, không biết là bên cạnh uh, việc uh, kế hoạch triển khai uh, giao dịch phái sinh của paichi thì bạn cường vũ còn uh, thắc mắc điều gì hoặc là cần chúng tôi đại giải đáp trực tiếp hay không thì bạn hãy cho chúng mình biết luôn nhá à, bạn cường vũ thì bảo là mình giao dịch chứng khoán cơ sở paichi mấy năm rồi rất cảm ơn bạn đúng là một uh, khách hàng rất là trung thành của công ty bạn chào bạn uh, bánh ngọt uh, th Đấy, bắt đầu uh, các bạn đã vào đông đông rồi thì chắc là chúng ta sẽ cùng uh, Bắt đầu vào nội dung chính của chương trình ngày hôm nay luôn đây Khang nhỉ như uh, quý vị đã biết hoặc là có một số bạn ngày hôm qua nếu mà xem uh, live stream của Chi thì sẽ biết là ngày hôm qua thì anh Khang này cùng với cả một khách mời cũng khá là quen thuộc của kênh chúng tôi đó là anh Khánh Nguyễn là founder của hết Academy thì uh, cũng đã lên uh, live và nói về vấn đề uh, tỷ giá Đấy, tuy nhiên là cái thời lượng live có hạn thì chắc hôm nay và chúng tôi cũng chỉ nói uh, chủ yếu xoay quanh vấn đề tỷ giá cũng như là động thái của ngân hàng nhà nước thôi và trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ nói rõ hơn một chút về cái những cái ảnh hưởng của vấn đề tỷ giá đối với thị trường chứng khoán và tôi nghĩ là điều mà các nhà đầu tư rất là quan tâm không biết là quý vị có ý kiến hay câu hỏi gì hãy 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 comment ngay cho chúng tôi để anh Khang có thể kịp thời trao đổi giải đáp với mọi người nhé ở đây thì hôm nay anh Khang cũng đã chuẩn bị một số các cái tài liệu về vấn đề tỷ giá đây tôi sẽ hỗ trợ anh Khang mở luôn ạ chào bạn Kungo mà một khách hàng cũng à một vị khán giả cũng rất là quen thuộc của kênh ạ. Rồi. Hôm nay anh Khang sẽ chắc là sẽ có nhiều thứ để nói về vấn đề tỷ giá rồi Rất là cái vấn đề này mình nghĩ về tỷ giá là cái vấn đề cũng khá là nóng trong thời gian gần đây. Đặc biệt là như quý vị thấy được ở trên cái biểu đồ này thì tỷ giá tức là cái tỷ lệ mà quyền chuyển đổi từ một đồng đô sang nó bao nhiêu tiền Việt Nam đồng thì có thể nói là đã vượt đỉnh lịch sử nó đỉnh lịch sử chủ cao nhất của chúng ta là khoảng tháng 10 2022 thì bây giờ nó đã vượt cái đỉnh đấy rồi nói chung là lanh quanh tỷ giá thực tế đây là tỷ giá có thể nói là của người các ngân hàng thì nó lanh quanh khoảng 25.000 25.100 nhưng mà nếu chúng ta gọi là tỷ giá chợ đen thì đã bây giờ mình nghĩ nó phải tầm 25 4 25 năm đó thì thông thường thì tại sao lại cái này tự nhiên đến thời điểm này cái câu chuyện tỷ giá lại hot tại vì nó rủi ro thì đợt trước thì cũng đã mình cũng đã đưa lên là tỷ giá nó cũng là một rủi ro nhưng mà đến cái nhịp này thì quả thật là index như trong phiên sáng ngày hôm nay thì nó bắt đầu cái gọi là nhịp điều chỉnh đó, hôm nay thì trong phiên sáng thì đã thủng cả ma10 lẫn cả ma20 thì mọi người đang nói nhiều về tỷ giá vậy thì cái nguyên nhân tại sao mà tỷ giá lại tự nhiên tăng cao như thế và có lẽ là mình sẽ bắt đầu bằng cái vần đấy trước để mọi người hình dung được đó là tại sao tỷ giá lại tăng? Sau đó thì mới sẽ đi đến cái phần là gọi là ảnh hưởng của cái việc tăng đấy đến chứng khoán như thế nào? Vâng. Rồi vâng. Với... okay. vâng. thì mọi người có thể nhìn thấy một điều đó là được cái việc mà tỷ giá tăng, tức là hiện tại nếu chúng ta nhìn vào, thấy là nó cũng tăng nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn ra ở cái gọi là so sánh với các các nước trong khu vực thì có thể thấy được một điều rất là rõ ràng đó là tỷ giá tăng này nó không phải là một mình chúng ta tăng mà nó là một cái xu thế chung của tất cả các nước trong cái bối cảnh đó là nước Mỹ họ vẫn đang đặc biệt là nước Mỹ và Fed họ vẫn đang duy trì cái gọi là chính sách lãi suất gần như là giữ nguyên tức là vẫn hứa hẹn là sẽ cắt giảm lãi suất nhưng hiện tại thì họ chưa hề giảm dẫn đến việc đó là các đồng tiền khác đặc biệt ở các thị trường mới nổi và đang phát triển như Việt Nam thì đều bị áp lực rất là nhiều. Như chúng ta thấy được thì trong khu vực thì Việt Nam hiện tại nếu mà so với cả đầu năm thì đã mất giá khoảng 2,8% và Hàn Quốc thì cũng khoảng 2,9. Nhìn chung thì có lẽ chỉ có là Trung Quốc họ vẫn đang duy trì cái sức mạnh của đồng tệ thì anh quanh mới mất khoảng 1,26 còn lại ví dụ như là Thái Lan và Nhật Bản thì mất giá khoảng tầm đến tầm 4,8 đến 5 phần trăm một mức mất giá có thể nói là rất là nhiều và nếu chúng ta nhìn kỹ vào thì sẽ thấy được nó là cái mà ngoài cái việc mà chúng ta mất giá chung trong khu vực thì câu hỏi tiếp theo đó là liệu rằng là nền kinh tế Việt Nam có cái vấn đề gì đó không thì cứ dẫn đến là đồng tiền gọi là tiền nội tệ Việt Nam đồng tự nhiên nó lại yếu như vậy thì hãy cùng điểm qua xem là các cái gọi là các cái yếu tố kinh tế trong cái quý 1 này nó có gì thay đổi không thì một trong những cái điều mà tôi nghĩ là khá nhiều người cũng thấy thắc mắc đó là nếu chúng ta nhìn vào các cái gọi là thông số kinh tế thì thấy được đó là hầu như các cái chỉ số hoặc là các cái thống kê thì đều đang có thể nói là khá là tích cực nếu chúng ta nhìn vào thì thấy được đó là xuất khẩu quý 1 thì đạt 93 tỷ đô và tăng là 17% so với cả năm ngoái. Và nhập khẩu thì tăng 13,9 là sắp xỉ 14% thì ở đây có thể thấy được một điều rất rõ ràng đó là xuất khẩu thì đã hồi phục so với cả năm ngoái và cái tốc độ tăng trưởng của xuất khẩu thì đang nhiều hơn là nhập khẩu. Dẫn đến việc đó là cán cân thương mại tức là xuất khẩu trừ đi nhập khẩu là đang tiếp tục tăng. Và với cái việc tiếp tục tăng này thì có thể hiểu được đó là Việt Nam đã cầm về được nhiều đô hơn là khi chúng ta xuất khẩu hơn là việc là nhập khẩu thì thặng dư thương mại đạt đến 8 tỷ đô và một cái nguồn khác để mà có thể nói là ảnh hưởng đến tỷ giá thì có thể người ta hay nói đến đó là FDI. Thì FDI cũng đang tăng trưởng khá là tốt, nó tăng trưởng khoảng hơn 13% so với cùng kỳ năm ngoái để vốn đăng ký còn vốn thực hiện thì cũng tăng khoảng hơn 7%. Nói tóm lại là nhìn chung thì có thể thấy được đó là về số liệu thì khá là tích cực, tức là các vấn đề về trong nước nhưng mà tỷ giá thì vẫn tăng. Thì ở đây thì tôi nghĩ để mà giải thích về lý do tỷ giá tăng thì nó như ở trên thì Như ở trên thì có thể thấy được một điều rất rõ ràng, đó là tỷ giá tăng nó không phải là một vấn đề của riêng Việt Nam mà là của rất nhiều các vấn của các quốc gia. Thì cái nguyên nhân đó chính là bởi vì là nguyên nhân tôi nghĩ là đồng đô trong thời điểm này nó đang khá là mạnh hơn dự kiến. Ở đây thì quý vị có thể nhìn thấy đó là cái chỉ số giá ừ. trị đô la Index đó, nó đo lường cái sức mạnh của đồng đô la so với cả các đồng tiền ừ. khác thì nhìn chung thì so với cả đỉnh khoảng 10 2023 thì đồng đô đã gọi là suy giảm đi yếu đi bớt bớt đi rồi nhưng nếu chúng ta nhìn vào từ cuối tháng 3 đến giờ đầu tháng 3 đến giờ tức là cái đúng cái nhịp mà tỷ giá tăng rất là nhiều thì chúng ta thấy được cái xu thế đang là tăng lên chính bởi vì tức là thị trường đang định giá lại cái khả năng mà Fed sẽ tăng hoặc giảm lãi suất trong thời gian tới với việc là Fed tiếp tục nền kinh tế Mỹ vẫn tiếp tục đưa ra những cái số liệu có thể nói là khá là tích cực thì cái xác suất mà Fed sẽ giảm lãi suất thì càng ngày cái thời điểm mà Fed giảm lãi suất thì càng ngày nó sẽ càng xa dần thì chính cái điều này nó là một điều mà gọi là bên nó là một cái điều mà thị trường đã không ngờ tới dẫn đến việc là đồng đô la nó mạnh lên khá là nhiều thì như quý vị có thể thấy được ở đây thì ở đây đó chính là cái ước tính của thị trường ước tính của thị trường khi mà phép ước tính của thị trường về xuất. số lần ừ. mà phép sẽ thay đổi lãi giảm lãi suất trong đến ngày 30 tháng 6 thì vào thời điểm mà cuối tháng 12 Tức là 3 tháng trước thì quý vị thấy được đó là thị trường kỳ vọng là đến cho đến tháng 6 thì cái số lần giảm lãi suất có thể lên đến khoảng hơn 3 lần Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì xác suất này nó chỉ còn là khoảng 0,6 tức là tức là vào từ bây giờ là khoảng giữa tháng đầu tháng tư ừ, vâng. chúng ta còn tháng 4 tháng 5 và tháng 6 đến tận hết tháng 6 thì chỉ có xác suất xảy ra một lần giảm nó chỉ là 66% mà thôi đó một xác suất mà thay vì là đến tận là như ở tháng 3 là đến thật ba phần trăm và cái điều này nó cũng sẽ tương tự với cả với cả cái số với cả cái ước tính tháng 12 đó vào đầu cuối tháng 12 thì hiện tại thì cái xác suất mà người người ta kỳ vọng tháng tháng 12 nó cũng chỉ khoảng tầm có khoảng tức là tháng 6 sẽ có khoảng tầm 0,6 lần hạ và đến tháng 12 thì nó đã sắp xỉ 3 lần hạn lãi suất tức là trong hai hai quý cuối năm thì cũng chỉ hạ thêm khoảng hai lần nữa thôi tức là gần như là cái thời điểm đầu tiên mà phép hạ lãi suất thì đã dài hơn đã gọi là sẽ xảy ra sau hơn là dự kiến của thị trường rất là nhiều và cái số lần giảm thì nó cũng đã thay đổi thì cái điều này là một cái điều mà khiến cho có thể nói là đồng đô mạnh lên thì gần như với cái điều mà với cái việc là đồng đô đồ mạnh lên và lãi suất của phép vẫn neo cao thì ở thời điểm gần đây thì mọi người có hay đưa ra một cái câu chuyện mà chúng ta vẫn hay nghe nói đến để và giải thích về lý do mà tỷ giá tăng thì nó hay đến từ việc đó là tranh lệch lãi suất đó mức tranh lệch lãi suất ví dụ như lãi suất của phép thì hiện tại vẫn đang ở mức khoảng từ 5,25 hai 5 năm đến 5.5 và lãi suất việt nam đồng thì hiện tại đang khá là thấp thì mọi người đang lý giải là đó vì cái tranh lệch lãi suất này nên dẫn đến là tỷ giá tăng tuy nhiên thì nếu mà chúng ta nhìn vào thì sẽ thấy được đó là cái lãi suất này thì quả thật là nó là một cái điều kiện cần để cho việc tỷ giá tăng khi mà lãi suất của đồng Việt Nam đồng thì lại thậm chí là còn thấp hơn cả lãi suất đô dẫn đến việc đó là các bên tham gia thị trường bao gồm kể cả các ngân hàng rồi kể cả các bên tham gia xuất khẩu thì họ đều có xu hướng đó là găm tiền đô đó các ngân hàng thì luôn luôn muốn là có trạng thái đó là giữ tiền đô nhiều nhất có thể và với các bên xuất khẩu thì họ sẽ trì hoãn cái việc đó là chuyển cái doanh thu của họ về Việt Nam đồng mà thay vào đó họ sẽ để ở các cái tài khoản đô hoặc là các tài khoản ở ngân hàng nước ngoài thì ở đây thì chúng ta thấy được một điều rất rõ là cái mức tranh lệch ở đây là cái đường ngày ngày mùng 5 tháng 4 tức là ngày hôm nay tức là đường màu xanh dương thì cái mức tranh lệch nó là 2,5 phần trăm và nếu mà chúng ta nhìn vào thì ở thời điểm đầu tháng 3 thì cái mức tranh lệch nó mùng 1 tháng 3 cái mức tranh lệch nó lên đến là hơn 3 phần trăm thì với <laughs> trên lệch là 3 phần trăm thì đây là một cái mức tranh lệch rất là lớn nhưng ở thời điểm hiện tại với việc là lãi suất liên ngân hàng cũng như là các mặt bằng lãi suất của chúng ta đang có xu hướng tăng lên thì cái gáp này cũng đang có xu hướng gọi là thu ngắn lại một chút Tuy nhiên thì cái mà theo ý kiến của tôi thì cái việc mà tranh lệch lãi suất này thì nó không phải là cái điều kiện gọi là kích hoạt mà thay vào đó thì nhiều khả năng nó vẫn sẽ là cái điều gọi có thể nói là nó là cái điều kiện cần còn bởi vì nếu chúng ta nhìn vào sẽ thấy được đó là cái lãi suất này cái mức tranh lệch này nó không phải câu chuyện mới xảy ra mà thực ra đã xảy ra từ khá là lâu rồi như quý vị nhìn thấy ở đây tức là cái đường màu xanh lá cây tức là nó vào ngày đầu tháng 8 của năm 2023 tức là khoảng giữa quý 2 à, quý 3 năm ngoái ấy, thì gần như cái mức tranh lệch thậm chí nó còn lớn hơn bây giờ tức là nó lên đến là khoảng 4 đó nhưng mà nhưng mà lúc đó tỷ giá vẫn ổn định vậy thì để mà giải thích được cái lý do mà tại sao khối ngoại họ bán dòng nhiều như vậy thì có lẽ nó sẽ phải cần đến các yếu tố khác ở đây thì có lẽ tôi sẽ nhìn vào một điều đó là nó sẽ có đến từ những cái dòng tiền mà có lẽ là ngoại sinh ví dụ như đầu tiên nó sẽ chính là đến từ kỳ vọng của thị trường khi mà với việc đó đồng đô đồ mạnh lên và fed vẫn tiếp tục neo lãi suất thì lúc đó thì cái việc mà thị trường trước đó kỳ vọng là việt nam có thể là đấy vẫn duy trì cái bằng lãi suất thấp này để chờ đợi việc fed hạ lãi suất thì bây giờ cái đoạn đó nó nó đang kéo dài hơn là dự kiến dẫn đến việc đó là một cái sự gọi là hụt về về kỳ vọng và điều thứ hai nó sẽ liên quan đến có thể nói là dòng chạy cái nhu cầu của đô đã nói về tỷ giá thì thực ra tất cả những cái tranh lệch lãi suất rồi các thứ thì nó chỉ là cái điều kiện gọi là bố cảnh bên ngoài còn bản chất ra thì nó cũng giống như là cổ phiếu nó vẫn là lực mua và lực bán thì nếu chúng ta nhìn qua đấy như tôi nói ở trên thì quý vị thấy được đó là xuất khẩu thì có vẻ vẫn là tốt nhập khẩu thì cũng tăng nhưng mà tăng thấp hơn và cán cân thương mại thẳng dư tuy nhiên cái số liệu thống kê này thì nó lại là số liệu thống kê dựa trên có thể nói là sổ sách chứ nó chưa phải là số hiệu về dòng tiền và nếu chúng ta đào sâu hơn thì sẽ thấy được là xuất khẩu mặc dù tăng trở rất mạnh nhưng mà đến hơn 70% thì nó lại là thuộc về các doanh nghiệp FDI và thông thường ở thời điểm này đặc biệt là thời điểm đầu quý 1 đầu quý 1 cuối quý 1 này thì nó lại là cái thời điểm mà các doanh nghiệp FDI thông thường là họ có thể là họ sẽ chuyển lợi nhuận trong cả năm của họ chuyển lại về nước À, về nước của họ thì đây chính là một cái dòng mà có thể gọi là outflow về đô dẫn đến nhu cầu đô nó cũng sẽ tăng lên cộng thêm với cả những cái yếu tố và điều kiện cần như là tranh lệch lãi suất rồi cái kỳ vọng của thị trường thì dẫn đến việc đó là kích hoạt cái dòng tiền và tỷ giá đã tăng lên okay. Cảm ơn anh Khang. Và trong lúc anh Khang đang chia sẻ <laughs> thì cũng đã có một số bạn đưa ra rất là nhiều ý kiến của mình ví dụ như là bạn bánh ngọt th thì bạn đang bà hỏi là tỷ giá tăng thì liệu lãi suất thời gian tới có tăng không anh và đây cũng là câu hỏi của bạn lubu thì bạn cũng hỏi về hệ quả thì có làm lãi suất tăng không và ảnh hưởng tới bất động sản như thế nào chắc là mình sẽ trả lời ý một trước đi ạ tỷ giá tăng thì theo anh khang lãi suất thời gian tới có tăng không bên cạnh đó thì bạn bánh ngọt cũng đang có thêm một câu hỏi về việc ngân hàng nhà nước làm gì sẽ làm gì để ổn định tỷ giá. Anh khá chắc là sẽ trả lời ý một cho bạn Lubu cũng như là câu hỏi của bạn bánh ngọt TH trước. Thực, <laughs> Thực ra thì Lulu <laughs> là hệ quả có làm lãi suất tăng và ảnh hưởng đến bất, bất động sản, sản không? không? Vâng. Thì cái câu này thì nó sẽ liên quan nhiều, nó sẽ chính là cái ý thứ hai của bạn kia tức là ngân hàng nhà nước thì cái rượu sẽ có một cô bạn khác này ngân hàng nhà nước liệu có biện pháp gì, gì, để bình ổn tỷ giá thì nếu như chúng ta nhớ không nhầm thì vào tháng 10 năm ngoái năm 2023 thì cũng đã có một đợt đó là tỷ giá đã quay trở lại cái vùng mà có thể nói là cái vùng đỉnh này chúng ta có thể dở lại cái chart này thì cái chart đầu tiên đó thì khoảng tháng 10 tháng 10 tháng 11 năm tháng 10 tháng 11 năm 23 thì tỷ giá cũng có một đợt gọi là tăng lên nhưng ngay sau đó thì đã giảm và cái biện pháp mà ngân hàng nhà nước lúc đó thực hiện đó chính là biện pháp là nó phát hành tín phiếu hiểu đông na tức là ngân hàng phát hành ra công cụ nợ và các ngân hàng thương mại họ sẽ mua lại cái tín phiếu đó và với việc mua lại tức là họ chuyển tiền cho ngân hàng nhà nước và cái lượng tiền đó đáng ra sẽ được lưu thông thông qua hệ thống ngân hàng thương mại thì hiện tại sẽ được thu về để ngân hàng nhà nước cầm cái số tiền đó thì lượng tiền đấy bị rút ra khỏi hệ thống thì với cái việc mà hút như vậy thì nó sẽ làm một điều đó là ngăn cản cái có thể nói là ngăn cản cái um, sự dư thừa của việt nam đồng từ đó thì nó, đấy, nó sẽ quay lại câu chuyện đó là tỷ giá tức là nó sẽ gồm có cái số lượng gồm có số lượng đô và số lượng việt nam đồng thì hiện tại số lượng đô thì chúng ta không thể gọi là kiểm soát được vì nó sẽ phụ thuộc vào đầu ra và đầu vào của đô nhưng mà số lượng Việt Nam đồng thì ngân hàng nhà nước có thể kiểm soát được đó bằng cách phát hành tín phiếu thì năm 2023 thì thấy được là cái biện pháp đó khá là hữu hiệu gần như là sau khi mà ngân hàng nước phát hành tín phiếu xong thì chúng ta thấy được đó là tỷ giá có dấu hiệu hạ nhiệt và hiện tại thì có thể thấy được đó là ngân hàng nhà nước cũng đã thực hiện cái việc đó là phát hành tín phiếu để hạ nhiệt tỷ giá thì như quý vị có thể thấy được ở đây thì cái số lượng mà hút của ngân hàng nhà nước khá là quyết liệt ngay vào đầu khoảng giữa tháng 3 thì nhà ngân hàng nước thấy khi mà giấy dấu hiệu tỷ giá bắt đầu có dấu hiệu tăng lên thì ngân hàng ừ. nước đã tiếp tục phát ngay tức là phát hành tín phiếu với cái số lượng lanh quanh khoảng 15.000 tỷ một phiên rất là hút dòng và nếu chúng ta nhìn lại thống kê okay thì cho đến thời điểm hiện tại thì cái lượng hút dòng nó đã lên đến khoảng một hơn 170 000 tỷ. Đó tức là hơn 170 000 tỷ thì nó sẽ lanh quanh khoảng 8 tỷ đô, 7 7 tỷ đô, 7 tỷ đô đã là rút khỏi thị gọi gọi là hệ thống ngân hàng thì từ đấy nó cũng kỳ vọng là sẽ làm giảm đi cái áp lực cho tỷ giá. Tuy nhiên thì cái mà mặt bằng ở đây thì chúng ta thấy được rất rõ đó là mặt bằng lãi suất hiện tại đã dục dịch đi lên, đặc biệt đó là lãi suất lên ngân hàng ở đây thì chúng ta sẽ thấy được đó là cái mà ngân hàng nước vẫn đang cố gắng kiểm soát ở thị trường hai tức là thị trường giữa ngân hàng nhà nước và các ngân hàng thương mại và tránh cái việc là ảnh hưởng đến thị trường một tức là thị trường mà của nền kinh tế giữa người dân và các tổ chức kinh tế vay tiền đó các doanh nghiệp bất động sản ví dụ như bạn vừa vừa hỏi ừ. thì với việc đó là cái lãi suất ở thị trường 2 đang tăng lên tức là lãi suất lên ngân hàng tăng lên nhưng mà nó vẫn đang trong cái tầm và các ngân hàng thương mại có thể hấp thụ được thì hiện tại thì có thể sẽ thấy được đó là nó đang chưa có ảnh hưởng đến các doanh nghiệp và người dân nói chung đó, tức là các doanh nghiệp bất động sản nói riêng thì hiện tại đang chưa có vấn đề gì chúng ta thấy được là mặt bằng lãi suất vẫn đang ổn định tuy nhiên thì về mặt dài hạn hơn thì sẽ thấy được đó là nếu như tỷ giá tiếp tục tăng thì ngân hàng nước ngoài về phát hành tín phiếu ra sẽ có thêm một số biện pháp khác ví dụ như là bắt buộc đó là phải bán đô bán đô thì có thể là bán kỳ hạn hoặc là bán spot tại thời điểm ngay thì tất cả những cái hoặc là đồng thời lúc đó tăng lãi suất thì tất cả những cái điều này về nếu mà tiếp tục thì có thể sẽ làm tăng lãi suất ở thị trường 1 và nó sẽ ảnh hưởng đến lãi suất mặt bằng lãi suất và các cái doanh nghiệp cũng như là người dân. Vâng. Uh, nhân tiện là uh, chúng ta đang uh, có cái uh, bảng của anh Khang về uh, tỷ giá đô la Mỹ việt nam đồng từ năm 2022 thì cũng có một bạn bạn đang hỏi là đợt này thì tỷ giá có gì khác 2022 không anh cho tôi nghĩ chắc là bạn hỏi là lần uh, tăng lần đỉnh này và lần đỉnh uh, hiện tại và lần đỉnh năm 2022 thì sẽ có cái điểm gì không giống các khách? thực ra thì cái điểm này thì chúng ta sẽ nhìn thấy một điều đó là cái nếu mà xét về cái độ dốc của đồ thị đi thì sẽ thấy được đó là năm 2022 thì cái độ tăng giá nó tăng hơn rất là nhiều khi mà chúng ta thấy được đó là vào khoảng tháng 8 2022 thì mặt bằng giá đô nó chỉ khoảng là 23.400 và nó chạy một phát lên thành 24.800 còn hiện tại của chúng ta thì mặt bằng nó ví dụ ở khoảng đầu giữa khoảng đầu tháng 3 thì nó chỉ là 24.000, tức là, là 24.600, tức là đến tận bây giờ thì sẽ mới chỉ tăng khoảng 3 400 đồng. Và cái độ dốc là không bằng, tức là gần như có thể hiểu được năm 2022 thì cái gọi là sự bất ngờ của tỷ giá nó đến một cái cực kỳ cao, tức là gần như thị trường không kỳ vọng cái việc là tỷ giá lên cao như vậy bởi vì năm vào thời điểm đó thì cái nguyên nhân khiến tỷ giá tăng thì nó cũng khác năm nay nó sẽ đến nhiều từ các biến cố ví dụ như là thiếu hụt về thanh khoản cũng như là biến cố từ sự kiện SCB và vạn thịnh phát dẫn đến là tỷ giá lên rất là nhanh và một là tỷ giá lên rất là nhanh và thứ hai là cái tốc độ tăng cũng rất là lớn và sau đấy thì gần như các biện pháp thì nó của ngân hàng nhà nước đưa ra thì gần như là chỉ trong vòng khoảng nó cái mặt bằng tỷ giá cũng chỉ duy trì trong một thời gian có thể nói là khoảng tầm hai ba tuần sau đó là có dấu hiệu hạ nhiệt và cái gọi là cái quá quy trình mà ổn định lại tỷ giá cũng rất là nhanh chúng ta thấy được cái đồ thị nó rất là dốc gần như nếu hiểu được là tỷ giá thời điểm đó thì nó đến từ cái vấn đề nội tại của nền kinh tế khá là nhiều còn như hiện tại thì chúng ta thấy được đó là cái đà tăng của tỷ giá nó cũng lên nhưng mà lên khá là chậm và bên cạnh đó thì tôi nghĩ có một cái điểm mà tích cực hơn rất nhiều so với 2022 đó là, là như tôi đã chia sẻ ở trên đó là nền kinh tế hiện tại nhìn qua về các số liệu thì khá là tích cực và có thể thấy được ở lần này đó là ngân hàng nhà nước thực hiện cái việc kiểm soát tỷ giá và hành động khá là quyết liệt và cụ thể. gần như là ngay sau khi mà thấy được cái dấu hiệu là ngân hàng nhà nước à, tỷ giá tăng lên thì ngân hàng nước đã có biện pháp là phát hành tín phiếu để gọi là kiềm chế tỷ giá ngay và ở thời điểm hiện tại như quý vị thấy được ở thì với cái việc đó là cái số lượng phát hành tín phiếu lên rất là nhiều và cái thanh khoản tiền đồng nó cũng đang có thể nói là đang gọi là ít đi thì ngân hàng nước cũng đã thực hiện khá là nhịp nhàng kể cả việc là vừa phát hành tín phiếu và thậm chí là vừa thông qua thị trường mở omo để có thể là bơm tiền cho một số ngân hàng gặp thiếu hụt về thanh khoản đó như là hai hôm gần nhất thì nó thấy được cái cột màu cam ngân hàng nước cũng bơm gián tiếp vào thị trường một hôm là 6.000 tỷ một hôm là 2.500 tỷ thì ở đây thì nó là tôi nghĩ là cái biện pháp của ngân hàng nước ở trong thời điểm này nó là có thể nói là khá là ổn hơn so với các thời điểm tháng 10 mươi hai khi mà nó kết hợp được hai yếu tố một đó là phát hành tín phiếu để trong rất sớm và nhanh để ngăn ngừa tỷ giá lên và cái lượng mà phát hành tín phiếu thì nó ở cái mức vừa phải nó đánh đúng vào cái việc đó là các ngân hàng thương mại hiện tại với cái việc tăng trưởng tín dụng quý 1 thì nó chỉ đạt khoảng 0,6% 0, tức là một mức khá là thấp thì có thể hiểu được là lượng tiền đang ở Việt Nam đồng đang dư thừa trong hệ thống thì là nước đã phát hành tín phiếu để hút bớt cái lượng này về tạm tạm để đợi nền kinh tế có thời gian hấp thụ và giảm áp lực tỷ giá thì chính vì những cái điều này nên là có lẽ ở thời điểm này thì cái việc kỳ vọng là tỷ giá sẽ tăng lên nữa thì tôi nghĩ là nó không quá nhiều cảm vâng, và chị ở xong ở trên thì anh Khang cũng đã giải thích rất, rất, rõ về nguyên nhân tỷ giá tăng này cũng như là một số cái khoảng quả của việc này và anh bạn ở đây thì các bạn cũng đang quan tâm đến tôi nghĩ là vấn đề chung các nhà đầu tư đó là các nhà họ đều quan tâm là vậy thì với cái tình hình tỷ giá hiện nay thì có sẽ liên quan như thế nào đến vn index em như ví dụ bạn Mimi bạn đang hỏi là anh khang nhờ anh khang là phân tích mối liên hệ trực tiếp giữa tỷ giá và vn index thị trường thì có đang rủi ro nhiều không và đó có phải là nguyên nhân khối ngoại bán dòng mãi không anh câu hỏi cũng có ba ý ấy. thì chắc là anh khang sẽ giải thích cái mối liên hệ giữa tỷ giá và vn index trước Bên cạnh đó thì bạn đạt Nguyễn Bạn nói là nhịp này thì thị trường sẽ tăng lên 1.330 Bạn đưa ra một cái dự đoán của mình Thế thì anh Khang có thể giải thích cho câu hỏi của bạn Mỹ Mỹ trước được không ạ? ra thì nếu mà nhìn vào thì Đầu tiên hãy nói về việc tỷ giá tăng Khi mà tỷ giá tăng thì về mặt cơ bản thì Nó sẽ có một số cái yếu tố ảnh hưởng đến doanh nghiệp cũng như nền kinh tế như sau Ví dụ đầu tiên đó chính là ảnh hưởng đến các doanh nghiệp mà có cái gọi là số dư nợ bằng ngoại tệ thì khi đó cái khoản nợ của họ sẽ <laughs> tăng lên. <laughs> và đặc biệt là trong nền kinh tế thì hiện tại ở Việt Nam thì cái tổ chức mà có cái số dư nợ ngoại tệ lớn nhất thì nó lại chính là chính phủ. Nó thì cái việc mà tỷ giá tăng lên nó cũng là một điều mà không một cái chính phủ nào mong muốn là tỷ giá tăng lên quá nhanh cả. Bên cạnh đó là với việc là tỷ giá mà tăng cao và tăng nhanh thì sẽ dẫn đến việc đó là các gọi là thành viên tham gia ở ở trong nền kinh tế họ sẽ có xu hướng là dùng bỏ đồng đội tệ đó thì họ có xu hướng là sẽ chuyển cái tài sản của mình sang đồng đô hoặc sang các ngoại tệ khác để tránh việc mất giá thì cái điều này nó lại càng làm việc là tỷ giá sẽ tăng cao hơn thì đây là hai cái điều mà sẽ làm có thể nói là ảnh hưởng trực tiếp về mặt cơ bản đến nền kinh tế và với việc là và với việc nó và với việc là liên quan đến thị trường chứng khoán thì chúng ta thấy được một điều rất rõ đó là cùng với việc việc rủi ro tỷ giá tăng lên thì ở thời điểm này thì có thể thấy được đó là khối ngoại họ cũng đang bán dòng rất là nhiều thì cái mối có thể gọi là liên quan trực quan này thì tôi nghĩ nó cũng rất khó để khẳng định đó là vì tỷ giá lên nên khối ngoại bán dòng nhưng mà có thể khẳng định một điều rất là dễ dàng hơn đó là khi mà tỷ giá tăng lên thì sẽ khuyến khích khối ngoại bán dòng tại vì hiểu nôm na rất đơn giản đó là với các nhà đầu tư ngoại mà họ có vị thế ví dụ như cổ phiếu ở trong thị trường trong nước thì khi mà họ nhận thấy là môi trường tỷ giá chưa ổn định và có thể tỷ giá sắp mất giá thêm nữa ở trong tương lai thì một trong những cái đầu tiên của họ đó là có thể là họ sẽ bán cái vị thế đi tức là họ có thể bán cổ phiếu đi quy chuyển đổi lại ra đô và chờ đợi ở một thời điểm khác khi mà tỷ giá tăng lên ổn định lại thì lúc đó họ sẽ bán họ sẽ cầm cái đồng đô đó họ mua lại cổ phiếu đó thì đấy là một cái gọi là suy nghĩ có thể nói là khá là logic và thông thường nếu như là họ kỳ vọng là trong một thời gian ngắn tỷ giá tăng mạnh thì mà trong thời điểm ngắn như vậy thì rất gọi là ít khả năng cổ phiếu có thể tăng giá bù được cái trên lệnh tỷ giá nên là họ thông thường là khi mà tỷ giá lên thì các nhà đầu tư ngoại sẽ có động lực và gọi là động lực để mà bán cổ phiếu Dạ vâng, cảm ơn anh Khang Với uh, bên cạnh uh, Vấn đề thị trường thì cũng có bạn Cũng quan tâm là liệu tỷ giá lên như thế này Thì có nên đầu tư vào nhóm xuất khẩu không Thế nhiên anh Khang vừa, Anh Khang cũng vừa phân tích uh, khá là rõ Về cái việc là bên nào đang Sẽ là bên mà Tỷ giá lên đó ảnh hưởng nhất, thế còn đối với cả Các doanh nghiệp thì sao ạ thực ra với các doanh nghiệp thì tỷ giá lên thì nó sẽ có một số cái tích cực đối với các doanh nghiệp xuất khẩu điều đầu tiên đó chính là với các doanh nghiệp xuất khẩu thì doanh thu của họ sẽ là họ thu đô thì khi mà họ bán được hàng họ thu được tiền về tiền đây là đô và cái tiền này chuyển lại về đồng nội tệ tức là việt nam đồng thì với việc tỷ giá tăng thì doanh thu của họ sẽ tăng lên tương ứng và đấy là cái lợi có thể nói là lợi trực tiếp đầu tiên và cái lợi có thể nói là lợi gián tiếp thì nó là một cái lợi mà ẩn sâu đó là khi mà tỷ giá tăng lên thì gần như với một doanh nghiệp xuất khẩu thì họ chi phí của họ và chi phí trong nước Việt Nam và các chi phí đấy đều bằng Việt Nam đồng chúng ta các doanh nghiệp này họ mua nguyên vật liệu ở trong nước trả bằng Việt Nam đồng họ trả công cho nhân viên cũng bằng Việt Nam đồng thì với việc là khi mà tỷ giá lên thì chi phí của họ bằng Việt Nam đồng vẫn giữ nguyên nhưng mà khi mà quy đổi ra đô thì nó sẽ ít đi dẫn đến việc là họ sẽ có lợi thế cạnh tranh hơn so với cả những cái doanh nghiệp ở các nước khác thì đây là một cái lợi thế gián tiếp tuy nhiên thì cái lợi thế này nó sẽ chỉ gọi là xảy ra khi mà tỷ giá nó sẽ đang còn duy trì ở mặt bằng này trong một thời gian dài tuy nhiên thì ở mặt bằng hiện tại thì cá nhân tôi thì nghĩ rằng cái mặt bằng cái cái, cái hưởng lợi gián tiếp này nó không phải quá nhiều bởi vì nếu chúng ta quay lại cái nên chúng ta nhớ lại cái chặt đầu tiên thì gần như hiện tại trong các nước trong khu vực thì không phải mỗi Việt Nam là nước nước mà đồng tiền Việt Nam đồng đang mất giá mà hầu như tất cả các đồng tiền khác cũng đều đang là trượt giá theo đô và cái mức trượt giá của Việt Nam thì cũng chỉ gọi là trung bình mà thôi đó và hy vọng là bạn gà, gà không lối thoát thì bạn đã có cái câu trả lời cho mình không biết là bạn đã có có hiểu hoàn toàn những gì anh Khang giải thích không hay bạn có gì thắc mắc không thì bạn hãy phản hồi cho chúng tôi nhé bên cạnh đó thì bạn có vẻ rằng cái chủ đề tỷ giá luôn luôn là một chủ đề mà khiến cho các bạn có rất nhiều rất nhiều thắc mắc nên như bạn thương nhã thì bạn hỏi là tỷ giá tăng thì là một điều không tốt cho vn đúng không ạ để mà trả lời câu hỏi này thì có ừ. lẽ chúng ta cần xem lại là mình cũng chuẩn bị cái xem lại là cái thống kê rồi còn là xem lại cái biểu đồ giữa tỷ giá và vn để xem xem là trong các cái thời gian mà biến đổi của tỷ giá thì vn nó sẽ như thế nào nhưng quý vị có thể thấy được ở đây thì ở đây nó là một cái thống kê từ năm 2020 thì gần như có thể thấy được đó là hai cái đại lượng này có lúc thì một quan hệ là ngược chiều tức là tỷ giá lên thì Index đi xuống và cũng có lúc là đang thuận chiều tức là tỷ giá lên và Index đi lên cá nhân tôi thì cho rằng cái việc mà chúng ta nếu mà chúng ta họ là tổng quan lại một quan hệ giữa hai cái này để đưa ra được một cái kết luận đó nó là ngược chiều hay là cùng chiều thì cá nhân tôi nghĩ là rất là khó bởi vì vn tăng hay là giảm nó cũng nó cũng sẽ có rất nhiều yếu tố là, là yếu tố về triển vọng của các doanh nghiệp rồi mặt bằng lãi suất cũng như là đó cái kỳ vọng của thị trường và ngược lại với tỷ giá cũng như vậy để mà khẳng định được một điều là nó tăng hay viên tăng hay giảm vì tỷ giá thì nó rất là khó nó chỉ có một cái yếu tố mà tôi nghĩ là có một cái kết luận có thể kết luận được đó là tỷ giá tăng thì nó sẽ là một yếu tố cản trở với index chứ nó không không thể nào khẳng định được đó là tỷ giá tăng thì sẽ làm vi index giảm điểm. Đó như quý vị thấy được đó là vào giai đoạn 2022 khi mà tỷ giá tăng thì bên index giảm. Tuy nhiên kể từ giữa quý 2 năm 2023 thì gần như khi mà tỷ giá tăng thì vnde index cũng đi tăng điểm và đi lên. gần như nó sẽ không có một cái gì đó gọi là quá bất ngờ và kể cả hiện tại cũng như vậy khi mà chúng ta nhìn thấy được cái đồ thị từ tháng 12 đến giờ tức là từ đầu 2024 đến giờ thì gần như tỷ giá tăng và VN Index vẫn tiếp tục đi lên tại vì ở đây thì có lẽ tôi nghĩ câu chuyện nó sẽ đến nhiều về việc đó là cái tỷ giá này nó tăng nó có phải là đến từ việc mà là... tất nhiên các nhà đầu tư ngoại như tôi nói ở phần trên họ sẽ có động lực hơn để bán nhưng mà nếu nhìn quanh ở các cái nó sẽ đến viên index có tăng điểm hay giảm điểm nó không phụ thuộc vào việc là nội lực của viên index nội lực của các doanh nghiệp triển vọng kinh tế của các nước như của Việt Nam như thế nào và quan trọng hơn đó là nếu chúng ta thấy nhìn vào tổng quan thì thấy được đó là ngoài Việt Nam ra thì các nước xung quanh họ cũng đồng tiền của họ đồng tiền nội của họ cũng chật giá như vậy đó thì cái việc mà Việt Nam đồng Việt Nam chật giá thời điểm này thì nó cũng là một điều mà tôi nghĩ là nó có thể nói là nhỉ thuận theo ý trời Chưa. à đó <laughs> thì chính vì thế nên là cái phản ứng của thị trường ở thời điểm này thì chúng ta thấy được đó là trong cả quý một vừa rồi thì nó cũng không quá gay gắt với việc là tỷ giá lên thì vn phải xuống dạ vâng, cảm ơn anh khang à, hi vọng là bạn thư nhã thì đã thấy được cái tương quan của vn và tỷ giá bên cạnh đó thì các bạn cũng đang vẫn tiếp tục đưa ra rất là nhiều ý kiến của mình nếu mà các bạn có bất cứ câu hỏi gì thì hãy nhanh chóng đặt câu hỏi cho chuyên gia Đức Khang bởi vì là chỉ còn khoảng 20 phút nữa là chúng tôi sẽ kết thúc livestream rồi ạ. Quý quý vị hãy nhanh tay đặt câu hỏi cũng như là comment nhé. Thực ra chủ đề ngày hôm nay của chúng ta thì chúng ta đã có chúng ta đã đi qua đến 2/3 chương trình rồi. Thế và tôi nhớ là trong đấy chúng ta chính anh Khang cũng đã đưa cái câu hỏi vào tiêu đề đó là khối ngoại bán dòng đến bao giờ. Đấy thì uh, liên quan đến việc khối ngoại bán dòng đến bao giờ thì chắc là trước đầu tiên là chúng ta hãy cùng điểm chắc là phải nhờ anh Khang điểm lại xem là tình hình mà khối ngoại bán dòng hiện giờ ví dụ họ là, họ đã họ chủ yếu họ bán dòng vào các nhóm ngành cũng như là cổ phiếu nào đúng thôi Trước khi chúng ta trả lời câu hỏi là bán dòng đến bao giờ thực ra thì nếu mà nhìn là bên cạnh cái việc là tỷ giá thì có lẽ cái thời điểm này nó lại là một cái thời điểm mà câu chuyện tiếp theo khá là hot đó chính là câu chuyện chủ đề là tại sao khối ngoại họ bán dòng bán mãi và nếu chúng ta nhìn vào thống kê thì có thể thấy được đó là cái khối lượng bán dòng của thị trường ở khối ngoại trên thị trường nó khá là nhiều vì hiện tại nếu mà chúng ta thống kê là từ đầu năm đến giờ thì khối ngoại họ đã bán dòng khoảng tầm gần 17 000 tỷ tính khớp lệnh ở trên riêng sàn HOSE đó và chỉ là tính ở trên giao dịch khớp lệnh thì đã lên đến 17 000 tỷ và cái đối lực với cả cái Đối lập với cả cái nền đà bán này thì đó là sự mua vào của các nhà đầu tư cá nhân. Và chúng ta thấy được là trong mặc diễn biến trong một quý 1 vừa rồi nó đã cho thấy một cái kết quả đó là mặc cho khối ngoại bán dòng thì gần như là vn đấy vẫn tăng điểm. nó chúng ta đã khởi đầu đầu năm ở mức khoảng 1130 và hiện tại thì đang là 1 1280, đó là khối ngoại bán rất là nhiều và thị trường này hiện tại đang là thị trường có thể nói là nhà đầu tư cá nhân đang là động lực duy nhất để đỡ thị trường và kéo thị trường lên lúc này và cái nếu chúng ta nhìn vào thì sẽ thấy được một điều đó là và nếu chúng ta nhìn vào sẽ thấy được một điều đó là cái nếu chúng ta nhìn ở cái khoảng thời gian dài hơn ở đây thì tôi có một thống kê là từ 2017 thì sẽ thấy được là tại sao chúng ta có nên phải lo lắng quá về việc là khối ngoại họ bán dòng hay không thì chúng ta nhìn được đó là từ 2017 đến giờ thì hầu như tại đa số mọi trường hợp không khoảng thời gian không thời gian này thì thấy được là khoảng thời gian mà khối ngoại họ bán dòng khá là nhiều và tuy nhiên thì ở cái thời điểm này tức là nếu quý vị nhìn vào cái đoạn này của đồ thị thì sẽ thấy được đó là cái cái những cái, cái dòng màu cam này nó chính là cái khối lượng bán giá trị bán của tại từng phiên thì đấy được là cái lượng màu cam này nó cái, tức là cái cái đà bán, đà bán. của khối ngoại hiện tại có thể nói là khá là mạnh nếu chúng ta so sánh với cả cái giai đoạn trước ví dụ giai đoạn từ 27 đến 20 thì gần như là khối lượng họ giá trị họ bán là mỗi phiên rất là ít cái giai đoạn này họ đang bán có thể nói là khá là phụ đó mỗi phiên có thể lên đến, đến hơn 1.000 tỷ là chuyện bình thường và cái giai đoạn này nó đang khá giống với cả giai đoạn 2020 và 2021 thì câu hỏi đặt ra là liệu rằng hộ nhà đầu tư cá nhân có thể chống đỡ và chịu đựng được cái đà bán này hay không thì nếu mà nhìn vào đấy câu hỏi của chị Hiền vẫn đưa ra tức là ừ. nếu họ xem, xem là nhà đầu tư của ngoại họ đang tập trung bán vào bán đâu, đâu? Vâng. thì gần như hiện tại nếu mà nhìn vào thống kê sẽ thấy được là hầu như họ đang bán vào các cổ phiếu trụ đó chứ nó không phải là bán gọi là dàn trải trên thị trường thì chính vì cái bán vào các cổ phiếu trụ như thế này thì dẫn đến việc là chúng ta sẽ cảm nhận là ở một số cổ phiếu thì cái diện biến giá nó khá là tiêu cực đó, nó gọi là không tăng trong cái bối cảnh đã thấy thị trường cả quý 1 vừa rồi tăng khoảng hơn 12% nhưng mà một số cổ phiếu thì không tăng. Tuy nhiên thì cái ảnh hưởng của việc khối ngoại bán nó lại không quá nhiều vì nó chỉ tập trung vào khoảng một vài cổ phiếu mà thôi. Đấy quay lại cái việc là nếu nhìn vào cái đà bán này thì có thật là với kể cả một người mà tham gia thị trường như tôi thì tôi cũng thấy là khá là lo ngại với cái việc là mỗi ngày khối ngoại cứ bán dòng bán dòng, bán dòng đến 1.500 tỷ để câu hỏi mà có lẽ mọi người bản thân tôi cũng đặt ra đó là vốn hội thì bây giờ lấy đâu ra tiền để mà đỡ hết lần đấy và đỡ sẽ phải đỡ đến bao nhiêu được. thì nếu chúng ta quay lại thống kê thì thấy được đó là cái giai đoạn này thấy như tôi chỉ chỉ ở trên đó là nó đang rất giống với cả cái giai đoạn của lanh quanh ở khoảng tầm 2021 2021 thì quý vị có thể thấy, thấy được đó là cái giai đoạn 2021 này thì khối ngoại họ cũng cái đường màu xanh ở đây tức là họ cũng tham gia bán dòng với khối lượng khá là lớn dẫn đến việc là cái lũy kế khối lượng bán dòng gần như là tăng lên rất là nhanh nhưng mà chúng ta nhìn vào lúc đó thì VN index tức là cái đường màu cam cũng có, có sự tăng điểm rất là lớn nó đang có vẻ như ở đoạn đầu của đồ thị thì hiện tại chúng ta cũng đang đang đi theo đúng cái này tức là quay lại cái thời điểm 2021 thì đó là một thời điểm mà nền kinh tế lúc đấy là đã trải qua covid rồi và mặt bằng định giá thì lúc đấy nó cũng không phải là còn có thể nói là vẫn còn rẻ nhưng không phải là ở mức lanh quanh quá rẻ tầm 6 700 như ở đáy Covid nó lanh quanh tầm khoảng 900 một nghìn Tuy nhiên thì với cái động lực từ nhà đầu tư cá nhân và mặt bằng lãi suất đó cũng đang rất là thấp thì dẫn đến việc đó là nhà đầu tư cá nhân trong nước đã có thể nói là thấp lên và đánh lên để cứu thị trường và gần như là bất chấp cái đà bán mạnh của khối ngoại dẫn đến việc đó là gần như là khối ngoại họ sau khi mà bán xong đến khoảng tầm giữa 20 khoảng 2022 khi mà thị trường lúc đó nhà đầu tư cá nhân đã giúp cho thị trường tạo đỉnh tại 1500 và khi mà tạo đỉnh thì nhà đầu tư khối ngoại họ không bán nữa tuy nhiên thì ngay khi khi mà thị trường điều chỉnh lại dẫn đến khoảng cuối 2022 và 2023 thì nhà đầu tư khối ngoại họ lại phải quay lại mua dòng lại ở đoạn này đó thì ở đây thì có thể sẽ kỳ vọng liệu rằng cái câu hỏi mà tôi đặt ra có lẽ là nó cũng đang là câu hỏi là liệu là lịch sử có lập, lập lại, không? lại không đó không? nhà đầu tư cá nhân hiện tại có đủ lực để mà để mà coi như là kéo được thị trường lên và duy trì được cái VN Index và sau đó thì có thể sẽ giúp cho các nhà đầu tư ngoại ổn định lại và đến khi mà nhà đầu tư ngoại bắt buộc phải quay trở lại thị trường thì lúc đấy nó sẽ là một cái đà tăng cho thị trường thì đấy là một cái câu hỏi mà có lẽ là rất khó để trả lời Bởi bạn Mimi thì bạn cũng đã bảo là cá nhân lấy đâu ra tiền mà mua nhiều thế với bạn à đấy liên quan đến uh, những cái uh, phần giao dịch việc uh, khối ngoại bán dòng thì rất nhiều uh, bạn cũng đang hỏi về có chung một câu hỏi đó là vì sao mà quỹ diamond lại bán nhiều vậy anh nhỉ hay là bạn mimi thì bạn hỏi là tại sao danh mục vn diamond lại bị bán mạnh thế anh câu hỏi của rất là nhiều bạn thực ra này, nếu chúng ta nhìn vào thống kê thì cái đà bán như của khối ngoại này như tôi nói thống kê ở trên thì nó sẽ đến chủ yếu vào các cổ phiếu trụ và một phần ở đó thì nó sẽ đi kèm với cả các quỹ ETF thì cái động thái bán này nó sẽ không phải là một động thái mà riêng lẻ mà gần như chúng ta thấy được nó là một động thái có thể nói nó là xảy ra ở khá nhiều quỹ ở đây thì có cái thống kê của quỹ ETF thì nhìn tiệu chung lại ở đây có cái dòng là trong year to date thì quý vị có thể thấy được đó là gần như các quỹ ETF ở trên thị trường Việt Nam Hình như là đều đang duy trì trạng thái là bán dòng và bị rút dòng, lanh quanh thì chỉ có hai quỹ đó ở cái quy mô rất là nhỏ thì huy động được nói chung là lanh quanh khoảng tầm chưa đến 4 triệu đô, còn lại thì con số bán là khá là lớn và đi đầu ở cái đợt bán lần này thì nó sẽ mang đến các cái tên ví dụ như là Fubon và Kim VN30 tức là họ đang bán VN30, Fubon thì tập trung vào các cổ phiếu họ nhà vic này, Vinamilk và bên cạnh đó thì là VN30 của VN30 của VFM cũng là 32 triệu và con số nhiều nhất ở đây thì đó là chính là con số mà 174 triệu đô thì nó lại của cái quỹ mà các bạn đang hỏi đó là Dynamon ừ. đó thì cá nhân tôi nghĩ rằng cái việc mà các quỹ này họ bán thì các quỹ ETF này bán nó là do họ bị các nhà đầu tư rút tiền thì dẫn đến là họ phải bán và cái điều này nó khá là đồng nhất với cả cái xu thế của khối ngoại trên thị trường tuy nhiên thì tại sao mà đây là mình lại bị rút nhiều hơn thì ở đây thì quý vị có thể nếu mà để trả lời câu hỏi này thì sẽ nên là nhìn vào cái cơ cấu của đây là mình tức là đây là mình là cái chỉ số để mà mô phỏng lại gần như là các cái cổ phiếu có thể nói là cổ phiếu kín room tức là các cổ phiếu mà bình thường nhà đầu tư ngoại không thể mua được ở trên thị trường Việt Nam bởi vì là cái giới hạn của sở hữu nước ngoài đã kín rồi tiêu biểu thì có thể kể đến một số cổ phiếu như là các cổ phiếu ngân hàng này Techcombank này VP này hoặc là cổ phiếu bán lẻ ví dụ như MLG thế động trước đây hoặc là FPT đó P&J, đó những cổ phiếu bán lẻ cũng như là nói chung toàn những cổ phiếu hot ở trong khối ngoại Tuy nhiên rằng ở thời điểm gần đây thì tôi nghĩ cá nhân tôi nghĩ là tại sao đây là mình lại bị bán nhiều hơn là các cái quỹ khác nó đến từ việc đó là thế động thế động thì ở thời điểm trước thì trong suốt cả khoảng lịch sử của họ thì luôn luôn là một cổ phiếu mà được khối ngoại họ săn đón rất là nhiều và và cái cái săn đón và thậm chí là các nhà đầu tư ngoại họ phải trả ở cái giá có thể nói là premium hơn so với cả giá thị trường nhưng ở thời điểm gần đây thì với cái bố cảnh triển vọng của doanh nghiệp thì gần đây cổ phiếu này không được các nhà đầu tư ngoại ưa thích như là trước đây nữa dẫn đến việc là mà thậm chí là còn hở room ở trên sàn chứng khoán tức là các nhà đầu tư ngoại thích thì có thể mua ngay ở trên sàn và bên cạnh đó thì cũng có một cái thông tin như ở đây bạn có bạn Hà không nói thoát bảo là bảo được thì có đang có rủi ro là bị loại khỏi VN Dynamon lý do loại thì nó lại là liên quan đến việc là pi có thể quá cao ok cái câu đấy thì bỏ qua nhưng mà cốt hỏi ở đây thì tôi muốn nói là cổ phiếu thế động thì có lẽ đang là một cái tác động đến cái việc là đây là mình bị bán khi mà họ không còn được yêu thích bởi khối ngoại nữa và nếu như trước đây các nhà đầu tư muốn mua FPT muốn mua thế động thì gần như họ không có cách nào khác họ phải mua Dynamon đó để có thể có cái gọi là vị thế của họ ở trong FPT và thế động vì hai cổ phiếu này thì luôn luôn là hai cổ phiếu có thể nói là hot nhất từ trong quá khứ là hot nhất với cả các nhà đầu tư khối ngoại cái độ hot ở đây thì nó sẽ được tính vào dựa trên là cái giá cao hơn giá trên sàn và thông thường là các nhà đầu tư khối ngoại họ giao dịch trao tay nhau tuy nhiên hiện tại thì với việc là thế đó không còn được yêu thích nữa và chỉ còn mỗi FPT thì các nhà đầu tư khối ngoại họ đang suy nghĩ là tại sao FPT lại chỉ chiếm 15% tỷ trọng của Dynamon thì các nhà đầu tư khối ngoại có thể họ suy nghĩ rằng tại sao tôi lại chỉ vì 15% này mà tôi phải mua 85% còn lại mà tôi không phải quá thích thì dẫn đến việc là cái quỹ này họ đang bị bán rất là nhiều thì như quý vị thấy được ở đây thì cái thống kê đây thì có thể thấy được đó là trong từ đầu năm đến giờ thì cái lượng cổ phiếu cái lượng chứng chỉ quỹ của họ sụt rất nhiều ở mức đầu năm là 656 triệu cổ phiếu chứng chỉ quỹ thì hiện tại chỉ còn là 516 triệu và tổng giá trị quỹ hiện tại thì là khoảng chỉ còn khoảng 15.000 tỷ tức là gần như là từ đầu năm đến giờ thì đã có 1 phần 6 quỹ là đã, đã bị rút dòng rồi đó thì nhưng mà cá nhân tôi nghĩ là cái đà thì có thể nó sẽ giảm lại chúng ta thấy được đó là cái mức này của đây mình nó cũng là mức mà đã duy trì khá ổn định từ năm 2021 đến bây giờ đó thì có thể kỳ vọng là cái đà bán này nó sẽ không kéo dài lâu nữa vâng cảm ơn anh khang Thế tôi nhớ là ngày hôm qua thì phải các khối ngoại cũng khối ngoại họ cũng đã bắt đầu có cái động thái là mua dòng trở lại một phiên Thiểm hoi hôm wow. qua. Bên cạnh đó thì các bạn đã tiếp tục hãy đưa ra các câu hỏi cũng như là thắc mắc của mình bởi vì là cũng chỉ còn khoảng 10 phút nữa là chương trình livestream của chúng ta sẽ kết thúc thôi. Đây là một câu hỏi không liên quan đến chương trình lắm nhưng mà có một bạn hỏi là bao giờ anh Phong lên like lại ấy? À, ừ. Bạn Tấn Phong thì là chuyên viên phân tích của Pai G Và tuần trước thì bạn cũng có lên chương trình Pai Talk Đấy vì chắc là bạn cũng sẽ trở lại trong một ngày không xa thôi Hy vọng là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ cho các chuyên viên Cũng như là anh Đức Khang của Pai Đấy, Mỗi tuần thì chúng ta sẽ có những cái gương mặt mới Hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ những gương mặt này như nhau yeah. Rồi, cảm bạn bạn cũng bảo là cảm ơn anh Khang các bạn cũng đang cảm ơn anh Khang về những cái nội dung chia sẻ của mình vậy thì tóm lại trước khi chúng ta chuyển sang những câu hỏi khác thì chắc anh Khang cũng sẽ tóm tắt lại ngắn gọn cho một số bạn tôi thấy hiện giờ là đang có gần 50 bạn ở trong livestream này thì có một số bạn vào sau thì anh Khang sẽ tóm tắt lại một số những ý chính trong cả chương trình ngày hôm nay mà anh Khang muốn các bạn cần phải lưu ý đúng không ạ ý chính đầu tiên của mình thì có lẽ là về, về vấn đề tỷ giá thì mình nghĩ là hiện tại thì cái vấn đề tỷ giá này nó đang mang tính thời điểm rất là nhiều và ở thời điểm hiện tại thì ngân hàng nhà nước cũng đã có những cái biện pháp để mà kiềm chế tỷ giá khá là nhanh và cụ thể và cá nhân mình nghĩ là cái rủi ro tỷ giá tăng cao thì nó sẽ không nhiều tức là để mà tăng cao và nhanh như là năm 2022 thì nó sẽ không còn nhiều nữa và thay vào đó thì nó sẽ có thể là nó sẽ điều chỉnh và ổn định lại thì cái rủi ro tỷ giá thì nó cũng là một và nếu mà nhìn vào thì cái việc mà tỷ giá Việt Nam tăng thì nó cũng không phải là một cái điều gì đó đi ngược lại xu thế cả bởi vì gần như là tất cả các đồng tiền khác thì đều mất giá theo với cả đồng đô và cũng không chúng ta không thể khẳng định được một việc đó là nếu mà tỷ giá tăng thì sẽ ảnh hưởng đến việc khối ngoại họ bán dòng đó cá nhân tôi nghĩ là cái việc mà khối ngoại bán dòng ở đây thì nó cũng không quá là bởi vì tỷ giá tăng nên là họ bán dòng và cái đà bán dòng này thì có lẽ là nó sẽ cũng có thể là sẽ kéo dài hơn bởi vì cái nguyên nhân thì nhiều khả năng là nó sẽ đến từ việc là địa chính trị thế giới cũng như là mặt bằng lãi suất ở các thị trường phát triển hơn là cái um, việc là tỷ giá Đó, nó không, nó không phải là mỗi việc là khối ngoại bán vì tỷ giá. À, bạn uh, Lauren Production thì có một câu hỏi anh Khang là các thị trường khác thì có bị bán như Việt Nam không ạ? Đây thì mình ừ. có cái câu hỏi này đúng là cái phần mà mình đang đang định à trao đổi tiếp với các bạn. Dạ. đây, thì ở đây thì chúng ta sẽ có cái bia bảng này là bảng là dòng tiền của các nhà của các dòng tiền vào các thị trường thì có thể thấy được một điều rất rõ đó là ở trong thị trường châu Á thì sẽ có một số khu vực là đang bị rút tiền đó có thể thấy được tiêu biểu là Việt Nam và Thái Lan cũng như là Malai, Sri Lanka và cả Trung Quốc nó hầu hết nhìn tiểu chung lại thì đây đều là ba cái tên bốn cái tên mà có thể nói là đang ở thị trường mới nổi và khá tương đồng với các Việt Nam đó Sri Lanka này Thái Lan Việt Nam và đặc biệt thì có Trung Quốc Trung Quốc là bị rút dòng rất là nhiều vì do nếu mà để giải thích cái vấn đề ở khủng hoại tại sao họ rút dòng tại bốn nước này và Trung Quốc và họ lại tham gia vào Nhật Bản, họ vào Hàn Quốc thì có thể giải thích được đó là cá nhân tôi thì đây chính là câu hỏi mà nó liên quan đến việc là tại sao khối ngoại họ bán rong ở Việt Nam thì nó sẽ không phải là cái cá nhân tôi thì nó không phải là liên quan về tỷ giá mà nó liên quan nhiều đến mặt bằng lãi suất và dòng chảy về dòng tiền đầu tư trên cả thế giới nếu chúng ta nhìn vào sẽ thấy được đó là cái xu thế bán dòng ở thị trường Việt Nam nó không phải là mới xảy ra vào năm 2023 2024 này mà nó đã kéo dài suốt từ 2023 và nó đi kèm với nó cái điều kích hoạt nó thì lại đến từ việc đó là lãi suất ở các thị trường phát triển đặc biệt là Mỹ ở môi trường có thể nói là lãi suất rất là cao với việc là lãi suất của Fed lên đến 5.5% thì quý vị có thể hình dung một cách đơn giản đó là lãi suất của Fed và lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ hiện tại yield của họ cũng lanh quanh tầm khoảng hơn 4 chấm và họ không có rủi ro về tỷ giá còn ngược lại nếu như đầu tư ở Việt Nam hoặc là các thị trường như là đấy cổ phiếu Việt Nam thì cũng không chắc được đó là cái tỷ lệ sinh lời đã có thể ví dụ để đạt được cái 4 chấm quy đổi theo đô cộng thêm với cả phần bù tỷ giá còn thông thường thì Việt Nam đồng cũng phải mất giá tầm tối thiểu là 2 đến 3 phần trăm một năm so với đồng đô tức là đầu tư cổ phiếu Việt Nam chưa chắc đã được 4% cộng với trăm là 7% để mà 7% mà để bằng được cái việc là đầu tư vào trái phiếu chính phủ Mỹ là một cái phi rủi ro. Đấy thì để thông thường để mà đặt cược vào các thị trường mới nổi và đặc biệt là đầu tư vào cổ phiếu thì với cái với cái lựa chọn mà phi rủi ro là trái phiếu chính phủ Mỹ thì tôi nghĩ rằng để mà họ đầu tư vào thị trường Việt Nam thì họ phải kỳ vọng bằng lợi nhuận có thể phải lên đến tầm hơn 10% đó, thì họ mới gọi là đáng để đầu tư thì rõ ràng với cái việc là lãi suất của Mỹ hiện tại vẫn đang cao như vậy thì cái dòng tiền nó vẫn đang tiếp tục rút ra khỏi các thị trường mới nổi và các thị trường cận biên đó nó không phải là câu chuyện ở mỗi Việt Nam mà là nó câu chuyện đó của cả các nước trong khu vực và đặc biệt là bên cạnh đó với việc là lãi suất nó rất là cao của Mỹ rất là cao thì nó cũng gây áp lực rất nhiều đến cho tỷ giá và cái tỷ giá này nó cũng gián tiếp là tăng lên cái chi phí của các nhà đầu tư khối ngoại thì đây là hai cái điều mà làm có thể giải thích được một điều rất rõ là tại sao dòng tiền nó vẫn đang rút ra khỏi thị trường cổ phiếu của các nước này tuy nhiên thì chúng ta thấy được đó là ở một số thị trường thì đã có sự trở lại ví dụ như là thị trường nhật đó mặc dù gần đây thì họ cũng đang bị rút dòng thì do là nếu chúng ta nhìn vào là một tháng gần đây thì họ bị rút khoảng 14.000 14 tỷ đó thì cái 14 tỷ chứ nhưng mà nếu mà tiệu chung lại thì từ đầu năm họ vẫn đang là được huy động được khoảng hơn 10 tỷ vào tức là nếu mà bỏ qua cái tháng tư tháng 3 vừa rồi thì là họ đã trong hai tháng đầu năm thì dòng tiền đã vào 24 tỷ thì với việc là đồng tiền Nhật thì đang được kỳ vọng là họ cũng đang gọi là tăng giật lãi suất lên thì nó sẽ làm cho giảm thiểu cái rủi ro tỷ giá và bên cạnh đó thì có một số thị trường khác ví dụ như Indo và Ấn Độ cũng được thu hút dòng tiền bởi vì hai cái nền kinh tế này hiện đại có thể nói là đặc biệt là Ấn Độ nó đang được kỳ vọng cái mức tăng trưởng về GDP tức là cái nền tốc độ tăng trưởng của họ đang khá hơn Việt Nam rất là nhiều Việt Nam hiện tại vẫn đang có thể nói là vẫn đang bị trục trặc sau cái đà tăng trưởng của Việt Nam nó đang chậm lại chúng ta sau đặc biệt là sau Covid sau Covid chúng ta có thể là giai đoạn Covid thì lúc tăng lúc giảm đó nhưng hiện tại chúng ta này quý mô cũng chỉ tăng khoảng 5,6 nhưng mà Ấn Độ thì hiện tại cái tốc độ tăng trưởng của họ là GDP của họ là hơn 7,5 đó một mức Indo cũng như vậy thì chính vì cái tốc độ tăng trưởng kinh tế như vậy nên là cái kỳ vọng của các doanh nghiệp ở trong cái thị trường đó có thể nói là hiện tại đang tốt hơn Việt Nam và đấy là lý do mà dòng tiền tiếp tục đi ra thì để trả lời câu hỏi mà khi nào mà khối hại họ dừng bán rồi các thứ thì mình nghĩ nó phụ thuộc rất nhiều vào việc đó là nó chúng ta hãy chờ đợi việc và phép họ giảm lãi suất sớm hơn thì từ đó thì cái có thể là dòng tiền nó mới quay trở lại các thị trường cận biên và đang phát triển như là Việt Nam cảm ơn anh Kha. Đây là câu trả lời cho câu hỏi của bạn Lauren Production ạ. Và thưa quý vị trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta đã đi qua một cái nội dung rất là dày rất là nhiều thông tin hữu ích từ việc là tỷ giá tăng sốc và rủi ro cho bên như thế nào này hay là khối ngoại họ bán dòng đến bao giờ Đấy, không biết uh, quý vị cảm thấy là uh, nội dung chất lượng là nội dung mà anh Khang đưa ra có đáp ứng được những, uh, những cái nhu cầu về thông tin của quý vị hay không quý vị muốn chúng tôi nói thêm về chủ đề nào nữa thì uh, đây là những điều mà chúng tôi rất muốn biết rất muốn quý vị comment để cho chúng tôi có thể tiếp tục thực hiện nhiều chương trình chất lượng và hay hơn trong uh, những tuần ngày tiếp còn hiện giờ thì uh, thời lượng của chương trình đến đây thì cũng uh, kết thúc rồi và không biết là còn uh, chúng ta còn câu hỏi nào chưa trả lời không đây bạn Lauren thì cũng vừa bảo là cảm ơn anh Khang Đấy, bạn Mimi cũng cảm ơn anh Khang à, nếu uh, các quý vị thấy hữu ích thì quý vị hãy like và subscribe kênh YouTube của PaiTruy bởi vì là ngoài chương trình uh, Live stream PaiTop vào lúc 12h15 thứ sáu hàng tuần thì chúng tôi còn lên video mới vào thứ ba, thứ năm và chủ nhật. Những video này thì sẽ nói về phân tích cổ phiếu, này, phân tích ngành cũng như là đưa ra rất nhiều những cái thông tin liên quan đến kinh tế thị trường quan trọng và ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán. Còn bây giờ thì uh, thời lượng. À đây, bạn uh, Lauren, bạn vẫn có một câu hỏi nữa. Thôi chắc là mình sẽ dành câu hỏi, uh, câu trả lời cuối cùng này uh, dành cho bạn là Lauren nhé. Bạn có hỏi là anh có nhất định như thế nào về vndex trong thời gian tới ạ? một ý kiến theo ý kiến cá nhân của anh Khang thì sao? À, VN Index trong thời gian tới thì quả thật là nếu chúng ta nhìn vào cái diễn biến tuần này đó thì hôm nay là phiên mà VN Index vẫn tiếp tục điều chỉnh và nếu chúng ta nhìn lại quá trình tăng thì mở cái chart ra thì nhìn cho nó dễ. Rồi. À đây anh anh đang tiếp tục nói trong lúc tôi đang hỗ trợ nhiều kỹ thuật hỗ trợ thì có thể thấy được đó là cái đà tăng của vn hiện tại đã chậm lại khá là nhiều trước cái đợt giảm này khi mà gần như là ba giờ thì cái, những gọi là cái những cái bước cuối của nhịp tăng thì cái độ tăng điểm nó sẽ không quá nhiều nữa và đặc biệt là nó sẽ gọi là thể hiện ở việc là đó quý vị có thể nhìn thấy là cái vùng 1280 1290 này thì gần như là đây là cái vùng mà đó, khối lượng thì vẫn gia tăng nhưng mà gần như giá nó sẽ không tăng quá nhiều nếu như chúng ta xem lại cái thời đoạn khoảng tháng 2 đầu tháng 2 thì đó chúng ta sẽ có một chuỗi có thể nói là giá nó tăng điểm rất là đều đó, các cái kênh đều tăng tắp và đi lên nhưng mà đến đoạn này thì gần như là đi ngang và nó thể hiện đúng ở cái như tôi nói là đúng ở cái đoạn cuối của đoạn tăng là khi mà lực bán cũng như là vào vùng cảnh áp lực bán chốt lời và thông thường ở cái thị trường ở cái vùng này thì về mặt điểm số thì rất khó để mà tăng nhiều thay vào đó thì dòng tiền thường là sẽ phân hóa rất là nay có thể là tập trung vào dòng, dòng này có cái diễn biến giá tốt nhưng mà những dòng khác lại giảm và sẽ luân phiên nhau tuy nhiên thì với cái việc là trong tuần này thì có lẽ là cái áp lực bán chốt lời nó đang khá là lớn và gần như với việc là phiên này thì đã thủng qua cả MA10 và hai 20 thì nhìn chung hiện tại thì để mà có thể nói là nó cũng đang gọi là gãy cái kênh gọi là kênh tăng ngắn hạn và về mặt hỗ trợ thì hiện tại thì đang có vùng MA50 thì nó lanh quanh khoảng 1230 thì đấy là cái vùng mà tôi nghĩ là tại đến cái điểm đó thì sẽ có nhịp để bên đây hồi lên tuy nhiên thì đấy là về cái góc nhìn ngắn còn về góc nhìn dài hạn thì hiện tại có thể dài hạn hơn thì có thể là vn index vẫn sẽ có thể là về một hai ba mươi từ đó lại tích, tích lũy để tiếp tục đi lên và trong một vài tháng tới có thể là sẽ quay trở lại thách thức cái vùng một nghìn ba trăm hai mươi đó đấy là cái vùng mục tiêu thì giống như là cái bạn có một bạn gì đó, đó trình, ở đầu, đầu chương trình đó bạn bảo là bạn nghĩ là sẽ lên khoảng một nghìn bạn đặt bạn nguyễn này bạn vâng. mà là nghĩ là thị trường sẽ tăng lên 1330 ba vâng. trăm ba mươi thực ra thì nếu mà nhìn vào thì có thấy là thị trường vẫn có thể có xung lực để lên được vùng đó nhưng mà cá nhân tôi nghĩ là không phải là ở cái nhịp này ở thời điểm này của thị trường nó thị trường đang cần phải tích lũy và có thể sẽ điều chỉnh lại nhưng mà về dài hạn hơn có thể tính theo tháng thì có thể vẫn sẽ tiếp tục kéo lên ở cái vùng một ba trăm ba mươi đó bạn Nguyễn Phong thì bạn vừa bảo là khối ngoại mua lại Vinamilk Bill rồi kìa anh và bạn Mimi thì đang nhờ anh nhận định về HPG và trước khi anh Khang trả lời hai câu hỏi này thì tôi cũng xin quảng cáo một chút là trong tuần vừa rồi thì một chuyên viên phân tích của chúng tôi thì đã có mặt để tham gia tham quan nhà máy dung quất 2 của Hòa Phát video thì đã được lên trên kênh YouTube chứng khoán Phai rồi thì nếu mà quý vị nào quan tâm xem là trong cái buổi này đã có những cái thông tin đáng chú ý nào hay là hiện giờ thì tình hình nhà máy dung quất 2 đang như thế nào thì quý vị hãy vào lại kênh YouTube của Phai Truy để xem video đó nhé dạ, anh Khang có thể nhận định cho bạn Mimi về HPG được không ạ? Thực ra về đồ thị giá của HPG thì có thể thấy được đó là chất đô uh, nó đồ thị giá sau đi nói về cơ bản thì có nên nó là ở cái mùng giá 2930 này thì thị trường đang định giá hòa phát có thể nói là bằng giá là phe rất là khá là đầy đủ về cái triển vọng cũng như là cái sản lượng hiện tại của hòa phát ở dung quân 1 và với cái kết quả kinh doanh mà hòa phát có thể sẽ đưa ra trong năm nay thì cái với đích mặt bằng định giá này thì tôi nghĩ là ổn rồi tuy nhiên thì cái mà chưa chưa vào định giá thì nó lại là đến từ cái việc là triển vọng của cái nhà máy dung quất hai tuy nhiên thì cái đã gọi là triển vọng của dung quất hai dung quất hai thì nó nó chưa xây xong và khi mà xây xong thì thị trường như thế nào thì cái đấy là một cái và cũng chưa ai biết cả thì cái phần này thì nó lại là một cái phần mà có thể nói là khó và việc mà đầu tư hoàng phát ở dài hạn ở mặt bằng giá này hai chín này tức là gần như là nó đặt cược vào việc đó là nhà máy dung cốt hai nó sẽ ra sao trong hai năm nữa nó đem lại hiệu quả như thế nào thì cái điều này là một điều mà mình nghĩ là khá là ổn và quay lại về cái đồ thị giá thì quý vị có thể thấy được đó là cái vùng mà, cá nhân mình nghĩ là ở cái vùng mà lanh quanh 29 này nó là một cái vùng hỗ trợ khá là cứng đó, bên cạnh đó thì hiện tại nhà nó cũng có một số cái thông tin có thể là giúp đỡ cho hòa phát trong thời điểm ngắn hạn đó là thông tin về áp thuế chống phá giá đối với cả HRC thì nếu cái thông tin này thật sự là được thông qua có thể quá trình xét duyệt phê duyệt thì có thể sẽ mất vài tháng nhưng mà nếu mà thông qua thì nó sẽ là một cái catalyst ngắn hạn để giúp giá cổ phiếu có thể tốt hơn trong thời gian sắp tới Đó, còn về cái nhận định chi tiết về cổ phiếu các thứ thì quý vị có thể xem ở video của Pai thì đã phân tích rồi dạ vâng, thế con uh, nhận định của bạn là uh, một cái thông báo cho trường học của bạn Phong là khối ngoại mua lại Vinamilk rồi kìa thì anh Khang có đánh giá gì về động thái này của khối ngoại không ạ? rất dạ, thì nhìn một phiên thì rất là khó nhưng mà đúng là cái phiên hôm qua thì cũng hạn cũng đã quay lại mua dòng trên không phải mỗi Vinamilk mà là cả trên toàn thị trường. Đấy cũng là một cái điều mà mình nghĩ là có thể là khá tích cực và hy vọng là nếu như ở thời điểm hiện tại thì nếu như mà khối ngoại họ chỉ cần dừng bán thôi thì có thể thị trường nó sẽ dễ thở hơn thì khi mà tỷ giá nó như mình nói trên là khi mà tỷ giá mà đã được các bên tham gia thị trường kỳ vọng là nó là đã tăng rồi và nó sẽ ổn định ở mức này họ đã giảm xuống thì những cái bên mà ví dụ đây kể cả khối ngoại họ đã bán ra rồi thì cái lượng tiền mà họ thu được và đô có khi họ lại quay lại để họ mua lại hàng hoặc là đấy chính các cái doanh nghiệp xuất khẩu họ cũng sẽ chuyển đổi lại thì quan trọng nhất về tỷ giá chính là cái kỳ vọng của thị trường nếu thị trường kỳ vọng là tỷ giá không tăng nữa thì rất có thể lúc đấy là cái dòng tiền ngắn hạn và không hại thì sẽ cũng có thể quay trở lại ở thị trường. Dạ vâng. À, đấy, chúng tôi thì đã thông báo là hết thời lượng live stream nhưng mà ra vẫn còn một hai câu hỏi nữa thì chắc là anh Khang sẽ cố gắng cố gắng trả lời nốt cho các bạn nhé. Bạn à đây, bạn Phong cũng đã lắng nghe phần trả lời của anh Khang và bạn Phong bảo là cái thông tin anh Khang nói là sẽ hỗ trợ cho Hòa Phát chống áp nếu áp thuế đấy thì vẫn nhưng mà bạn này bảo là nếu áp thuế thì Nam Kim và Hoa Sen thì lại kém. Anh nghĩ sao? đúng là nếu áp thuế thì chắc là nam kim và hoa sen cũng sẽ kém hơn bình bởi vì là hrc của họ trên thị trường thì nam kim và hoa sen vẫn phải là nhập hrc cho đầu vào của họ và cái khi mà áp thuế như thế thì một điều gần như chắc chắn đó là giá hrc trên thị trường sẽ tăng lên và dẫn đến chi phí đầu vào của họ tăng lên thì mình nghĩ là đây lại là không phải là một cái thông tin tích cực cho nam kim và hoa sen vâng một bạn khán giả đặt câu hỏi sau cùng như bạn bảo là đốt sau bạn đốt câu này anh khang anh khang có đánh giá vì về dòng bất động sản trong thời gian này đặc biệt là đất xanh và pdr là bạn đi đăng cập thực ra thì dòng bất động sản thì mình nghĩ lần này thì nó cũng đang gọi là như ở hai tuần trước đã thấy được rõ một điều đó là dòng tiền cũng đang chuyển dịch sang nhóm ngành bất động sản khi mà thanh khoản của nhóm ngành này thì tốt lên thì về ngắn hạn thì mình nghĩ nếu như là cái xu thế chung của thị trường là điều chỉnh thì gần như mình nghĩ là dòng nào nó cũng sẽ có gọi là áp lực điều chỉnh thôi và tuy nhiên thì ngắn hạn ở hiện tại thì đặc biệt là với đất xanh và phát đạt thì mình nghĩ là với phát đạt thì cái đa gọi là gì cái triển vọng để mà quay trở lại của phát đạt cũng đang khá là sáng vì các dự án của phát đạt đang có thể nói là quỹ đất của phát đạt khá là nhiều và các dự án của họ thì gần như hiện tại là trong trung tâm thành phố thôi các thứ kính lượng cầu của họ khá là ổn rất là lượng cầu cho cái sản phẩm của họ khá là ổn và hiện tại tình hình tài chính của phát đạt có thể nói là đang khá là clear hơn đợt trước rất là nhiều rồi đó, các dự án hầu như đều được ngân hàng MB hoặc các ngân hàng khác là hỗ trợ thì về mặt dài hạn thì mình nghĩ là triển vọng doanh nghiệp thì có vẻ đã ổn hơn với phát đạt và đất xanh Dạ vâng, Tôi hy vọng là trong thời gian tới thì hai mã bạn đang cầm thì sẽ mang lại lợi nhuận tốt cho bạn Để Còn Hiện giờ thì đúng là chương trình cũng đã quá thời lượng hơi hơi nhiều rồi anh Khang nhỉ. Thế thì chắc là Thu Hiền và anh Khang thì sẽ xin tạm dừng tại đây và hẹn gặp lại quý vị trong 12 giờ 15 thứ sáu tuần sau để chúng ta cùng gặp lại nhau này rồi cùng nói chuyện về thị trường. Vâng. Và bạn Annie bảo là cảm ơn anh và chào anh. Không biết là bạn Annie đã like và subscribe kênh YouTube của Vai Truy chưa? Thì nếu mà chưa thì bạn hãy subscribe kênh để tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục được gặp nhau và anh Kha sẽ tiếp tục được trả lời rồi giải đáp cho bạn nhé. Đã, xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị ạ.